Đưa cho ông nội phụ. Thôi đi. Đi đâu? Tán thiệt quá trời tỷ luôn kìa. Hôm bữa đi Thái Lan là mấy chục mà. Đi chứ không đi, không có đồ tính đi. Còn không đi. Ừ. Ở sao không rồi mùng 6 Tết rồi đi tới 11 triệu. Còn không đi. Này là cuốn chân vậy. Đi mùng 11 triệu mà đi ngủ nhà hàng năm sao được không? Thì đi vui. Nhưng mà tại đi ngay mùng 6 Tết đâu đi được. Đi đầu là tháng giêng tháng chạp bây giờ đùm lum hết trơn. Hồi nãy biểu con là gia đình cho nó thuốc con cái mà trên thượng dưới hòa dạ dạ mới vậy được một điệp bác nữa là nữa sau này mẹ mặn được xã báo này về Tây Phương được không hai đứa học học vô cái gì vậy đó rồi ước ba điều vậy thôi với lại đã có quan trọng là nhiều ít quá không được đúng không giờ số em ngoại á chỉ sao ông chú ê chỉ số tôi không không có số luôn tôi biết số mấy được cái thằng này mua cái thành phố làm lâu rồi đếm nó coi đi rồi đừng hỏi con đừng hỏi nè hỏi nó ba em trời cái cây gì hổ trời ơi nó nhỏ nè cái nó dễ tên luôn cục đạn mười để lại đây muốn cầm công việc không có dùng á để lại năm sau có luôn hả ở đây có 8.000 tập mà mẹ con cầm cho con được không mà ủa cái này